Với 1 tỷ 580 triệu đồng thì quý khách hàng có tin được rằng sẽ sở hữu với cái căn nhà 4 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách riêng biệt và xây dựng và thiết kế là 4 tầng không ạ? Có. Trong video này, giá bán từ 1 tỷ 580 triệu đồng, thiết kế và xây dựng là 4 tầng đây mọi người ơi. Và cái diện tích từ 37m trở lên mọi người nha. Vị trí là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà 2,5m, cách trục đường ô tô đi lại 20m. Đây là ngôi nhà Ngọc Ánh muốn giới thiệu với mọi người. Giá cái căn nhà này 1 tỷ 580 triệu đồng, đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Với mặt tiền của ngôi nhà là 3,6m. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa. Lớp cửa ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với ngôi nhà mà thiết kế 4 phòng ngủ thì được thiết kế như thế nào? Mọi người theo Ngọc Ánh vào cụ thể căn nhà này nhé. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà, phần phòng khách mọi người ạ. Vị trí của căn nhà thì là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sổ đỏ đầy đủ rồi, gạch lát nền thiết kế là gạch 60-60. Trần thạch cao đã được hoàn thiện xong xuôi, phần sơn cũng vậy. Với hiện trạng của căn nhà chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với cái căn nhà 1 tỷ 580 triệu đồng này thì quý khách hàng chỉ cần có khoảng tầm 700 triệu đồng tiền mặt thôi là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ giúp mình. Ngân hàng cho vay tối đa 25 năm và tối thiểu là 3 năm mọi người nha. Đó, phần phòng khách rất là rộng. Phần phòng khách của ngôi nhà được ngăn cách với cầu thang bởi một bức tường này là được ốp gạch, toàn bộ gạch thẻ rồi nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Ở đây có thể để một cái kệ tivi ở đây này. Và mọi người để một bộ sofa ở đây rất hợp lý. Và đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích của cái căn nhà này là 37m², khá là rộng. Đấy, nên mọi người có thể nhìn quan sát ở đấy vào khu và vào cái vị trí Ngọc Ánh đang đứng đây. Phần hoàn thiện về phần bếp đã được hoàn thiện xong hết rồi. Toàn bộ tủ bếp chất liệu là gỗ lim nam phi. Hệ thống phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt xong rồi. Chất liệu inox 304 này, chậu rửa mặt này, rồi là vòi chậu này. Mặt bếp là được ốp đá granite này, xung quanh bếp là được ốp gạch 30-60, dễ lau dọn vệ sinh. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một phòng vệ sinh phụ nữa. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như là máy bơm lên 4 tầng của ngôi nhà nha mọi người. Hệ thống tay vịn cầu thang. Đây, được thiết kế là gỗ lim nam phi, mặt bậc cổ bậc được ốp đá granite. Tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Vậy thì cụ thể cái phần thiết kế đấy như thế nào nhá? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh. Với cái ngôi nhà 37m² chia ra cầu thang ở giữa lên phòng ngủ ở hai bên đây mọi người ơi. Đây là một căn phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà, có cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Trên tầng 2 của ngôi nhà chủ đầu tư lát gạch giả gỗ kích thước 60-60, tạo cho cái không gian phòng vừa ấm cúng mà vừa rộng rãi. Toàn bộ cái cửa thông phòng của ngôi nhà là được thiết kế nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 2 cũng được lắp trần thạch cao cũng như hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Với căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đều đã được thiết kế đầy đủ. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Ở phía hành lang này là có một phòng vệ sinh cho trên toàn bộ tầng 2. Đầy đủ về bồn cầu, lavabo, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống. Có cả ống chờ, dây chờ, bình nóng lạnh nữa nha. Và đây một phòng ngủ nữa của cái ngôi nhà này. Phòng ngủ thứ hai hướng ra phía mặt ngõ rất là thoáng. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam mọi người ạ. Mùa đông thì rất là ấm và mùa hè thì rất là mát. Đây có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Với cái diện tích căn phòng ngủ này cũng rất là rộng, nó rơi vào tầm 12m². Đó, để mọi người có thể lắp đồ nội thất vào trong cái gian phòng này cũng rất là hợp lý, vuông vắn, đẹp. Trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cũng được tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, vậy nên Ngọc Ánh sẽ quay qua cho mọi người thôi nha. Đó, lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà là thiết kế đã có 4 phòng ngủ rồi mọi người ạ. Tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà này là 150m² và diện tích sổ đỏ là 37m. Sổ đỏ chính chủ
bên chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho quý khách hàng. Và đặc biệt là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Bởi vậy nên Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa là với cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 700 triệu tiền mặt là có thể sở hữu cái căn nhà này rồi. Đầy đủ tiện ích, đầy đủ công năng và diện tích tối ưu. Đó là tầng 3. Và phần cuối cùng của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn một ô giếng trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Và ở đây chủ đầu tư để luôn một cái phần ở đây thiết kế máy giặt mọi người nha. Để máy giặt ở đây này, sàn thoát nước này, rất là hợp lý. Đây chính là vị trí phòng thờ của ngôi nhà. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Đó, phòng thờ này cũng rất là thoáng, có cửa sổ hướng ra bên ngoài. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng ở ngôi nhà này là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và phần còn lại cuối cùng đó chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đấy, với cái căn nhà giá rất là hợp lý, 1 tỷ 580 triệu đồng mọi người ạ. Sở hữu những 4 phòng ngủ cơ, thế thì quý khách hàng còn chờ đợi gì mà không bốc máy lên gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người đang xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like để ủng hộ em, cũng như là nhấn vào cái nút đăng ký kênh ở bên phải màn hình, ấn vào nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.